Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP lần thứ ba đã được tổ chức vào 7 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 6 tháng 8 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Kinh tế Mexico Gracien Marquez Colin và sự tham gia của Bộ trưởng các nước Australia, Brunei, Chile, Canada, Malaysia, Nhật Bản, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Tại phiên họp này, các bộ trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả của việc thực thi hiệp định CPTPP, khuyến khích thúc đẩy bốn nước thành viên còn lại phê chuẩn hiệp định. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận về khả năng mở rộng hiệp định trong tương lai cũng như vấn đề kinh tế chung toàn cầu trong bối cảnh hiện nay. Kết thúc phiên họp, các bộ trưởng thông qua tuyên bố chung cấp bộ trưởng của 11 nước thành viên, trong đó các bộ trưởng cam kết cùng nhau hành động để phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định cam kết ủng hộ tự do hóa thương mại và hệ thống thương mại đa biên, công bằng, hiệu quả và dựa trên luật lệ. Tại phiên họp này, đoàn Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ đồng hành cùng với các nước thành viên CPTPP ủng hộ tự do hóa thương mại và hệ thống thương mại đa biên, đồng thời thực hiện các biện pháp phù hợp với các quy định của cam kết quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa và dịch vụ được thông suốt, đặc biệt là những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, Việt Nam cũng tăng cường kết nối giữa các nước thành viên nhằm củng cố chuỗi cung ứng trong khu vực và gia tăng sức chịu đựng với các cú sốc bên ngoài. Theo kế hoạch, phiên họp tiếp theo của Hội đồng CPTPP sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2021.